Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, rà soát gỡ bỏ ngay các quy định về thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đảm bảo tháo gỡ khó khăn, khơi dậy năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 7,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội 6 tháng đầu năm tăng 9,46% so với cùng kỳ năm 2015. Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra trên 70.150 vụ, phát hiện xử lý trên 49.500 vụ vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 240 tỷ đồng v.v. Về cơ bản, thị trường trong nước ổn định, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của ngành đã hoàn thành 50% kế hoạch cả năm, góp phần vào tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 82,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 82,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ của 2015. Nếu là trừ yếu tố giá giảm thì tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của 6 tháng đầu năm đạt 10,1%, là mức cao hơn so với mục tiêu kế hoạch đề ra của 2016. Ở đây chúng ta cũng thấy đó là yếu tố rất cơ bản đã tác động mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng của cái xuất khẩu của Việt Nam, chính là cái giá giảm chung của trên thị trường thế giới cho phần lớn tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh cả cung cầu nước ngoài đều giảm sút, giá xuất khẩu cũng thấp, thì chúng ta đánh giá cái mức tăng trưởng này là tương đối tích cực nếu so sánh với các nước trong khu vực. Chẳng hạn trong 4 tháng của 2016, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm 7,6%, của Ấn Độ giảm 8%, Brazil giảm 3,4%, Indonesia giảm 13,6%. Trong 6 tháng cuối năm 2016, ngành công thương với quyết tâm nhất định sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2016 đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành công thương. Bộ Công Thương qua đó sẽ triển khai 52 thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, phấn đấu đến hết năm 2016 hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính ở cấp trung ương và cấp độ 4 là 30%. Tiếp tục thực hiện các chương trình kế hoạch trong hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thông qua công tác đàm phán các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện các giải pháp cụ thể, tập trung cho các lĩnh vực thủy sản, rau quả, đồ gỗ, hàng nông sản, dệt may, giày dép v.v., phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu bằng hoặc hơn 10% so với năm 2015, tiếp tục triển khai có hiệu quả và có trọng tâm đề án thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại nội địa, tăng cường triển khai các đợt ra quân để kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên thị trường, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội cả năm 2016 đạt mức tăng trưởng 11% so với năm 2015 v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương thành tích của ngành công thương trong sự phát triển chung của đất nước 6 tháng đầu năm 2016. Để ngành công thương hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Thứ nhất là cần thay đổi cơ bản cách quản lý nhà nước để xây dựng được một nền kinh tế thị trường thực chất và hiệu quả. Cái thứ hai, phải làm sao để công nghiệp thương mại trong nước có thể dịch chuyển lên nhanh, tăng chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu tổng thứ ba là phải huy động được khu vực tư nhân tham gia tích cực hơn nữa vào chiến lược công nghiệp hóa của đất nước. Vấn đề thứ tư, giải pháp thứ đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính. Bộ Công Thương đi đầu là cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh. Đó là thực hiện nghị quyết 19 của Chính phủ, và đặc biệt nhất là nghị quyết 35 mới ban hành gần đây, để tạo nên một sức sống mới của toàn quốc chúng ta về sản xuất công thương của chúng ta. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương hứa sẽ phấn đấu, nhìn nhận thấu đáo hơn những tồn tại hạn chế, từ đó đoàn kết, phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.